Hello, xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã trở lại kênh Ngày May Kết Hợp của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn may một chiếc túi xách có hai quai, một quai ngắn và một quai dài. Các bạn thấy không? Có hai ngăn dây kéo luôn, ba ngăn dây kéo luôn. Bên trong là ngăn túi mổ để các bạn đựng tiền, điện thoại. Bên ngoài cũng có một cái dây kéo bên ngoài, các bạn thấy không? Đó, có túi luôn, rất đẹp và xinh xắn. Đó. Bây giờ các bạn cùng làm theo mình nhá. Các bạn nhá, đây là cái thân sau của cái túi. Cái miệng các bạn đo mình là đi 24,5 cm. Đó. Cái dưới đáy các bạn đo mình là đi 26,5 cm. Chiều cao các bạn đo mình là đi 16,5 cm. Đó. Còn cái mốt bên trong này các bạn đo mình là đi 23 cm. Trên đầu các bạn gặp là các bạn vót hai bên này. Còn bên dưới các bạn đo mình là đi 26 cm. Còn cái đường này giữa này các bạn đo mình là đi 15,5 cm. Đó là thân. Còn đây là thân trước. Thân trước này các bạn đo mình là đi, cái miệng là đi 25 cm. Đó. Bên dưới đáy các bạn đo mình là đi 26,5 cm. Còn cái chiều cao này các bạn đo mình là đi 14,5 cm. Đó. Còn miếng mút bên trong này các bạn đo mình cái chiều rộng này là đi gọi là 25 cm. Bên dưới đáy các bạn đo mình là đi 26,5 cm. Còn cái chiều cao này các bạn đo mình là đi 14,5 cm. Đó. Còn các bạn đo từ bên này sang bên này các bạn đo mình là đi 16,5 cm. Và các bạn cắt lấy cái ô như này đi, các bạn bấm mình là đi 1,8 cm. Đó. Các bạn đo từ đây vào hoặc các bạn chia ở giữa là ra được. Ở đây đo được trong vào, bên ngoài vào thì các bạn đo mình là đi 4,2 cm. Thì bên này 4,2 cm. Đó. Đó, đây là cái thân. Còn đây là cái đáy. Cái đáy này bên trong nó sẽ có miếng mốt. Thì các bạn nót ở đây. Đó. Các bạn nót đây, các bạn chừa hai đầu ra. Các bạn lược hoặc các bạn dán. Thì giờ mình cho cái miếng vải chính này nhá. Mình sẽ đo miếng vải chính này. Cái miếng vải chính này ấy, thì nó dài là đi, nó dài là đi 53 cm. Đó. Còn cái đằng đầu này các bạn đo mình là đi 5,5 cm. Còn cái đoạn ở giữa này các bạn đo mình là đi 8,5 cm. Còn cái mốt bên trong này nó cũng tí các bạn ấp vào nó bằng cái thân thì các bạn chỉ cần đo mình chiều dài này thôi. Chiều dài này nó sẽ là đi 50,5 cm. Đó, để tí các bạn ấp bên trong của cái miếng đáy này. Các bạn chiều hay đầu tí các bạn còn dán lại xuống. Đó, là xong đáy. Lót nha các bạn nhá. Cái lót nó thân này thì hai miếng, các bạn nào mình hai miếng bằng nhau. Nó thân này thì cái miệng của nó các bạn cắt cho mình là đi 29,5 cm. Đó, cái đáy này các bạn cắt cho mình là đi 35,5 cm. Đó, còn cái chiều cao này các bạn cắt cho mình là đi 21 cm. Đó, hai miếng bằng nhau. Đó. Còn đây là hai miếng lót của túi mổ. Thì các bạn may một cái lót túi mổ và một cái may cái lót túi lần trước thì các bạn cắt cho mình cái chiều này là đi 19 cm. Cái chiều này các bạn cắt cho mình là đi 25,5 cm. Đó, hai miếng nhá. Đó. Còn dây kéo và cái miếng này, miếng này là tí các bạn may vào lót ở bên trong như này. Đây, tí các bạn sẽ may cái miếng này vào đây để làm cái túi mổ bên trong thì nó đẹp. Đó. Cái dây kéo này các bạn cắt cho mình là đi 18 cm một cộng. Còn đây là hai cái dây kéo của túi chính. Dây kéo đầu tiên các bạn cắt cho mình là đi 30 cm. Đó, cái dây kéo này các bạn cắt cho mình là đi 19 cm. Đó. Dây quai này các bạn đo mình là đi 3 cm và nó sẽ dài 1,3. Đó, nó có hai cộng như này. Đó. Còn đây là sợi dây gân nhé các bạn nhé. Tí các bạn bọc gân. Tí các bạn sẽ bọc cái dây gân này. Đó. Dây gân các bạn cứ cắt dài dài ra, cứ bọc vào dao vừa vừa, cắt cái này khoảng 2/2, 2/3 thôi ha. Đó. Khoảng 2 phân cũng được, tí các bạn bọc vào đây. Đó là bạn chạy gân. Còn đây một cái dây quai bên trong đấy các bạn nhé. Cái dây quai này các bạn cũng cắt bằng dây quai kia là nó 3 cm mà nó dài cái này 1 mét nhé. Nó là 1 mét. Một sợi. Còn đây, cái này các bạn tí tạo cái đường gọi là tua rua ấy. Các bạn cắt cái này đo ra. Đo ra là đi khoảng chừng là đi 8 cm các bạn rạch này. Đây. Đó, cứ chừng đó, 0.5, 0.5 các bạn cứ rạch đều nhỏ nhỏ này ra, một sợi. Còn cái này các bạn cũng cắt miếng này dài 10 cm. Đây. 10 cm. Rộng là đi 3 cm để thì các bạn làm cái đầu quai được chưa? Đầu quai hai bên hông. Còn cái miếng này. Cái miếng này của nó các bạn. Đây. Cái miếng vải này. Các bạn đo mình là đi 25 cm. Cái chiều rộng là đi các bạn cắt cho mình là đi 3,5 cm để các bạn dán vào cái miếng này. Cái miếng này dán trong. Còn cái miếng này ấy, các bạn cắt cho mình là đi, nó sẽ dài là đi đây
23 cm và nó chiều rộng của nó là đi 1,5 cm. Đó, một cái thì các bạn dám xong. Và bây giờ là cái cây này các bạn đầu kéo các bạn dùng hai cái và hai cái móc chó, bốn cái móc chó luôn và hai cái đê. Đó, bây giờ các bạn phải dán vào xong các bạn mới may được. Thank you.
giờ các bạn bọc cân ở đây xem các bạn quay cân nhé. Các bạn gặp thân mà như này, bạn đánh dấu mình giữa anh nhé. Đó, thân trước và thân sau các bạn làm như trang vậy, gặp vào. Bạn đánh dấu giữa mình, cái đáy này vậy. Đấy các bạn gặp vào, đó. Gặp vào các bạn bấm cái dấu này phía này. Đó, còn bấm hai dấu hai bên mình. Đó, bắt đầu cảm giác. Lúc giác các bạn đặt này, hai cái miếng lót vào nhau. Đó, bên này, cái miếng vào nhau bạn giác. Xong rồi nhá. Bây giờ mình xỏ đầu kéo và gắn đầu chặn vào là xong. Các bạn đút thằng này cho nó khỏi vướng. Đó. Rồi, bạn thấy không? Rất trơn luôn. Đó, bạn thấy không? Trong này có túi này. Đó, không có túi. Đựng điện thoại, đựng tiền thoải mái luôn. Đó, không? Cái này mình làm hai quay các bạn nhé, quay ngắn và quay dài, rất thì là tiện lợi luôn. Các bạn thích đeo quay ngắn thì đeo, thích đeo quay dài thì đeo, đó. Còn là 2 trong 1 này. Đó, đeo quay dài, các bạn thích đeo thì để quay ngắn nằm thòng này được, hoặc các bạn bỏ ra,
các bạn tháo quay ngắn ra ngoài, rút trong túi đó, không có thì các bạn hãy đeo cái quay ngắn này bỏ quay dài vào trong túi đó, các bạn thấy không, đẹp chưa, đó rất xinh xắn luôn đó. Đó, các bạn mà thấy cái video của mình hay, các bạn có thể đăng ký kênh ủng hộ cho mình, nhớ ấn quả chuông để được thông báo sớm nhất khi mình đăng video lên. Thôi mình xin chào các bạn nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye các bạn nhé.